Chợ Tây Hồ. À. Nãy giờ bán liên tục nè. Hả? Quay gửi cho con miền Tây ra chồng rồi, chồng đi ra. Ủa, ông chồng đi miền Tây rồi hả? À. Sao ông phụ chị mà đi miền Tây? Giờ sợ cô chú dưới hè. Có khách nuôi rồi nè. Có thì không có rồi. Bả quen đi rồi, cậy vừa quét, cậy ẩm không đi rồi. Ủa, cậy quá đi rồi hả? À. Thì cậy ít thôi. Ra cậy bây giờ cuộc sống mà chờ bữa cậy. Sợ ông bỏ đi luôn mà. À. Không cậy. Thiệt hả? Chị nói thiệt hả? Cậy ông dưới. Sao em nói thì sao? Cậy vừa không cậy giảm không đi rồi. Hả? Không có người đưa cái em này nói là cậy cậy vừa không cậy mà cậy ổng không đi rồi. À. Rồi lâu lâu ổng cũng về chứ? Không. À sao? Đi luôn hả? Đi luôn rồi. Phương xin chào các bác anh chị khắp nơi. Trưa nay Phương sẽ quay chợ Tuy Hòa cho bà con khán giả xem ha. Giờ này là 10 giờ rồi. Hôm nay là ngày 1 tháng 6 thứ bảy bà con cô bác chị. Bây giờ bà con khán giả đi với Phương ha. Phía bên đây là chị này bán rất là nhiều bánh này. Đậu bánh đậu phụng. Phương nghĩ rằng trong chợ hôm nay là thứ bảy, chợ cũng đông á bà con cô bác chị. Bây giờ Phương sẽ đi vô cái cổng này. Bên này là chị bán trái cây. Dạ, chào chị. Chào chị. Rất là nhiều trái cây nè. Vải. Rồi măng cụt. Bên này cô này bán cái gì ha? Này bán nem. Nem. Cái này bán nem hả cô? À nem. À nem. Ồ. Thịt lớn quá ha. Trời, cắt nhỏ đây nè. Nem. Mà chị này bán rất là nhiều chè luôn nè. Chắc cái này hai mươi mấy loại chè quá ha. Rồi. À. Múc quê, múc quê đi chơi. Coi, coi rồi. Dạ, hôm nay có hàng xe, còn có hàng xe 5 ngàn. Không có nói xem chi kia đó với là... Này, bên này là chè chuối. Đây là chuối ha. À, chè chuối lá cẩm. Bên đây là chè dừa. Nhiều luôn. Cái này hai chục loại không? Hai chục loại chè. Hai chục loại. Hai mươi bốn loại. Bây giờ đọc từng loại đi. Chắc chỗ này là bán chè lớn nhất chợ Tuy Hòa hả? À. 24 loại luôn. Diện ly 10 ngàn thôi ha chị ha. À ly 5 ngàn thôi. Có con cho cô đó nữa. Thôi bán chè 2 bịch đi. À bịch này.
5.000 thì ít quá. Rồi mua hai bịch. Chị này là chị gì? Rồi chị bà ba, một chị bà ba. Dạ. Còn ứng loại đi ha. Dạ. 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 Bà đẻ chung cho em không? À, từ từ. À, bà đẻ riêng đi. Chị bán đây chắc cũng lâu rồi hả chị ha? Bán ở trong đây là 30 năm, mấy thế hệ mà ngày nay. Dạ. Dạ, 3 thế hệ rồi. Vậy bao nhiêu năm rồi? Thì chị... mới đầu là mẹ chị bán ha. Ừ. Mới đầu là mẹ. Rồi. Chồng bán. Rồi. Đó con dâu bán. Rồi. Tiếp giờ theo chân dâu nữa là 3 thế hệ. Dạ. Vậy là mình tới chợ Tuy Hòa đó, mình nói là hỏi cái chị gì là người ta biết tên gì? Chị Ngô Thúy, chợ Tuy Hòa. À. Nãy giờ bán liên tục nè. Rồi em gửi tiền chưa ơi? Không không không. À, không 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 em. Rồi thôi thôi thôi. Không không không. Rồi bữa khác đi, bữa khác đi. Không em quay lên khán giả lên. Không quay phim à? Không không không, chị làm gì em buồn á. Thôi. Không không em không thích đâu. Chị cầm giùm em. Không không, nhưng biết rằng không. Em không. Dạ kỳ lắm chị. Đây đây chị. Rồi em cảm ơn chị nha, chị lấy cho em vui. Dạ, rồi em chào chị nha. Bên này cũng bán bán xâm lam. Rất là rộng luôn. Đó phường họ chợ cá nằm đâu ha? Chợ cá nằm đâu chị? Chợ cá hả? À. Thì đàn ông đủ chỗ chứ ông lên chợ cá chứ cũng có người đâu. À. Đi đem qua bên kia đi. À nằm bên kia. Còn là còn hàng ăn thì nằm đâu? À đi xuống đây. Dạ. Đây là vừa tỏi nè. Hành tím. Dạ.
Đây là bảng bánh kẹo, rất là nhiều bánh kẹo luôn nè. Bây giờ Phương đi lối này, chợ quá rộng luôn. Chào bà. Cái làm sẵn cho khách hả bà ha? Dạ. Dạ. Vậy là bao nhiêu một ký bà? Nhất đây là 25.000. Dạ, 25.000 một ký. Ngon. Dạ. Dạ. Và bán thêm bánh tráng nữa nè, bánh tráng xoài. Dạ. Giờ này bán được không bà? Bán cầm anh chú. Dạ. Đây ở trong chợ mình là bán ớ, chứ mà ngầu đường không? Dạ. Ngầu đường cái á. Dạ. Người ta đi xem đe được, người ta trả lại, người ta mua. Dạ. Người ta đi vô chợ nó hơi khó khăn đi chút. Dạ. Dạ, chợ nào cũng gì bà? Chợ nào là người ta bán trong chợ đó cũng nói là bán ế hết á. Một ngày như vậy là bà bán 5 trái mít không bà? Bà ngay 5 trái, bà ngay 4 trái. Dạ. Dạ, tầm 4-5 trái hả bà ha? Mình trồng nào mà hết mua là trồng đã bị bán lắc. Lắc dạ. Thì hết rồi. Dạ. Trồng đã đi mua mít trước thì dùng lắm. Dạ. Mít này là ở vùng nào bà? Ở Phú Yên này, vùng nào bà? Ở Phú Yên nhưng mà trên Sơn Thành. Dạ, Sơn Thành. Sơn Hinh. Dạ. Đó. Còn như ví dụ bây giờ ở Quỳ Lai Hai đường tầng khé mít ta, tầng trăm mít tây hết nè. Dạ. Nhưng mà có số ít. Còn dạ. Lên ở trên chỗ Sơn Hinh với Sơn Thành là nhiều. Dạ. Vậy là mít này lấy mít, mít dừa hả bà ha? Thái. À, mít Thái. Còn hạt mít thì bà bỏ luôn hả bà? Mít đỡ bé nha, ta đi nuôi con thú. À dạ. Cái luộc ăn cũng ngon các bạn á. Dạ. Bà bán đây chắc cũng lâu hả bà hả? Bán này nếu mà tính là đúng là năm mấy năm rồi. Dạ. 55 năm. Dạ. Chỉ là bán mít với xoài thôi. Bán mít với anh ăn xoài. Dạ. Thì một lần là bán. Dạ. Ai để đi chợ Tuy Hòa là nhớ đến đến bà. Hồi giờ là mấy chục năm là một vị trí này luôn hả bà? Mấy chục năm là tại vị trí này luôn. Không, khi cho nó giờ chỉ đủ chỗ. Dạ. Nghe bên đây mai giờ nữa chú ơi. Dạ, ủa giờ ở đâu? Giờ đâu đỡ làm chợ là. Ở làm chợ nữa. Mới giờ như kia lên đây con trên 10 năm giờ bắt đầu dần nữa. Dạ. Giờ này chưa, vẫn chưa ổn định mà. Giờ một lần nữa là mình dìu luôn á. Hả bà á. Vậy thôi, cũng chào bà ạ. Dạ. Ồ, bên này là bán hàng bát rất là nhiều luôn nè. Chỗ này là bán hàng ăn nè. Em thấy không?
Đây là bên này chị bán cơm. Chào chị. Cơm. Sườn ghê, kế mực. Dạ. Cô bán đậu chè đậu ván này, chè sôi nước. Hả? Đi quay phim mà mua này, mua khách bật bật đây nè, người ta mua mắm ruốc nè. À, mắm ruốc. Mắm ruốc Phú Yên. Ủa cái này là cái gì chị? Cái tỏi ngâm á. À, tỏi ngâm. Cái này ngâm. Là đây là cái thu đúng không? Đúng rồi. À, cái thu ngâm. Cô em hủ với ăn ơi, dạ. Chị mua nè. Ngon lắm. Đây hủ nhã nhã như là 15 ngàn hủ này mình ăn. À, mắm ruốc á. Dạ. Đặc sản ở đây luôn á. Đặc sản Phú Yên á. Dạ. Bây giờ chị bán bên này là bán nha, bán chì với cây. Chì hái, chì cây. À. Chợ giờ này cũng thứ bảy rồi chắc cũng đông đó ha chị ha. Dạ à, đông. Dạ. Không mà bé hói quá. Cô bán rất là nhiều, bên đây là hạt đác rim nữa nè. Không, con chào cô. À. Dạ. Cô Hoàng. Dạ, quay cho đẹp. Chị này cũng bán giống như cái chị bên kia nè. Mắm ruốc nè, mắm ruốc làm sẵn. Rồi, sẵn gì bán gì nói luôn nè. Bán rồi. Rồi. Đậu nước nè. Thơm nè, đất nè. Dược ép. Rồi. Dâu xay nè. Xin tố các loại chị Thái. Rồi. Đủ rồi đó. Đủ hết rồi. Không sót luôn hả? Không sót luôn. Chị bán cũng lâu rồi hả chị ha? Dạ. Chị trước đó là chắc con mẹ chị bán rồi, bao giờ mới tới chị đúng không? Dạ. Mùa này bán được không chị? Mùa này bán được không? Dạ. Gì con? Rồi có khách mua rồi nè. Chị là tên Thuận ha. Thuận, xin tố. Dạ. Rồi bên đây là chị Ân. Chào chị nha, chào chị Thuận nha. Rồi chào chị Ân. Mùa này là bán chắc chị đắt nhiều lắm á chị ha. Mùa này mùa nắng đi mà. Dạ. Họ giải nhiệt là họ ăn ra chất ngọt. Dạ. Trái cây đủ loại để giải nhiệt. Dạ. Một ly gì cho chắc là 15 không? 15 thôi, cá sầu riêng á. À 15 thôi. 15 ngàn. À 15 ngàn thôi. À. Cá chất lượng. Dạ. Đó là mình nói còn khách hàng họ ăn thì nói vậy chứ mình chẳng biết. Đó là trong giờ bán rẻ.
15 ngàn, em tưởng là 20, em 15 ngàn. Thôi làm cho em 2 ly ơi. Mấy gì hơn thì con. Trời, mà đồ lại ngon hơn, nghe là hấp gì đó. Dạ. Vì có sầu riêng ha, bỏ cho em sầu riêng. Dạ, gì mua cho mà mua đồ á. Dạ, còn mua gì ăn nữa. Hoài. 15 ngàn một ly. Còn chi ở ngoài kia chỉ có 5 ngàn à. Hay 5 ngàn à. Đây bán 5 ngàn ly. Dạ. Để coi nó đủ món mới đi, để coi còn mấy cái sao là ít lo rồi nghe con. Sợ phương hàng không hết đâu. Thôi chị lấy cho em một ly làm cho anh một ly thôi. Sợ em ăn hết đâu. Một ly thôi. Hai cái này. Hai cái này rồi ăn không hết đâu. Dạ. Dạ. Là một ly thôi. Dân bán này lâu chưa? Bán này 8 năm rồi. À 8 năm thôi. Thì của cháu nó để lại, nó lên nó cắt nó bán để lại cho chị. Dạ. Còn lấy chè ăn luôn chứ không có đổi tên. Dạ. Quay trải nghiệm là sao vậy? Dạ, quay cho khán giả xem cái chợ Tuy Hòa của mình. À, con ở đâu? Ở Nha Trang á. Rồi bên đây nữa nè. Chào anh. Chào cái chú quán. Dạ, ông này ông phó ông quán á. Bà kia bà chờ bà kia bà giám đốc. Một ly thôi chị. À. Dạ. Ủa con chị làm ở đâu? À dạ. Dạ. Còn ở đây thôi một tháng bao nhiêu chị? Một tháng bao nhiêu? Một tháng bao nhiêu? Tháng đây nè 5 triệu không? Bên thuế rồi. Dạ. Ở trong này thì rẻ lắm. Dạ. Thì thuế của mình mà. Dạ. Mặt hàng này là của cái hàng đây là mình mua hẳn. Dạ. À, rồi đóng thuế thì điện nước là cả điện. Dạ. Thuế là điện nước trăm mặt bằng. À, thuế điện nước bảo dạ. Vệ rác luôn. Dạ. Cái hàng đây là dạ. Thôi em chào chị nha. Rồi, dạ. Cái này cũng chè nữa nè. Bây giờ Phương sẽ đi qua lối này, Phương cũng đi đại thôi. Chỗ này là bán bún nè, chả cá. Chào chị. Dạ. Dạ. Quay đây cho đồ tặng đồ hả? Dạ không, đi quay cho khán giả xem cái chợ mình đó mà. Dạ. Dạ. Dạ chợ nào cũng vậy á, phải cố gắng lên chứ. Dạ. Ôi chị bán rất nhiều mặt hàng luôn ha. Dạ. 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 Thôi cố gắng lên. Đó chị á, chợ nào cũng vậy. Dạ. Thứ bảy bữa nay bán được chứ? Dạ. 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 Bán này cũng lâu rồi hả chị ha?
Dạ gần 40 năm rồi. Giờ này là bây giờ là mình thôi mình giao lại cho con bán đi. Dạ. Không đi mít thôi. Dạ. Dạ. Mà mình ở nhà cũng buồn. Ra này nó vui. Dạ. 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 Dạ thôi em chào ạ. Dạ. Oh. Rồi, xe. Dạ. Cô nào? Cảm ơn luôn. Dạ. Dạ. Đây nè. Con này ha. À, coi trái cây kìa. Dạ. Hả, cô ấy, đây cô bên coi trái cây nè. Dạ. Ê hả chị trái cây này hả? À, quay kỹ kỹ lên. Sao chị nói giùm chị trái cây đi. Chị bán trẻ nè. À, chị không nói mà chỉ người khác không à. Giờ đây rồi bán về rồi ha chị. Rồi, lên đường rồi. Dạ. Chị là bán trẻ kia. Rồi về rồi ai bán? Nè, con bà đó lại lấy cái hàng của bé. À. Rồi, chào chị. Qua chỗ này là bán thịt rồi. Rồi bên đây là chị bán nem rồi bán dừa rồi nem đến quà rồi dạ. À cái này là mình làm sẵn đây cho khách đó hả, để ta nấu chè ha. Dạ. Nước cốt thì chị bán rồi, lấy hết rồi. Chị mình lấy đem 1 ký bao nhiêu tiền chị? 50 ngàn. Ồ, một ngày chị làm bao nhiêu trái? 100 trái không? 100 trái. Ồ, 100 trái. Hả? Quay gửi cho con miền Tây ra chồng rồi, cho chồng đi rồi. Ủa, ông chồng đi miền Tây rồi hả? À. Sao không phụ chị mà đi bằng Tây? Về chợ con xuống dưới hè. Có khách ngu rồi nè. Có thì ông đi rồi. Bả ông em đi rồi, cậy vừa qué, cậy ổng ông đi rồi. À. Ủa, cậy qué đi rồi hả? À. Thì cậy ít thôi. Giờ không sợ mở đi luôn mà. À. Thiệt hả? Chị nói thiệt hả? Sao em nói thì sao? Cậy vừa không cậy ổng không đi rồi. Hả? Không, đúng rồi, đưa em nói. Cái em này nói là cậy vừa không cậy mà cậy ổng không đi rồi. Rồi lâu lâu ổng cũng về chứ. Sao? À sao? Đi luôn hả? Đi luôn rồi. Trời ơi, ông bắt tôi đi đây kia tìm ông thầy á. À, ông thầy hả? Ông thầy. À, bây giờ đang nói chuyện này nè, bây giờ nói đỡ ông thấy. Bây giờ chị... Bây giờ là muốn sang nhà công đi. Rồi, bây giờ chị nói là ông sẽ ông về. Không. Giờ chị nói đây ông sẽ tên gì? Sao?
không chị? Nói được hả? Giờ muốn tìm người mới rồi, bây giờ người mới như thế nào chị nói nè, khán giả quen nhiều quá hả chị? Hả? Bây giờ chị muốn người mới của chị là như thế nào nè? Không, ớn rồi. Em là vô bình luận liền. Ớn rồi. Còn mắng lên que rồi. Đó. Đó, ông xã chị nó thấy cậy hoài mà sợ mà đi luôn mà. À, giờ ớn rồi. Đó, đi vô miền Tây luôn mà. Em đăng lên là ông xã chị thấy, chị ông về thấy chị khổ á. Không, ớn hả? Cái ông này nữa hết. Hả? Giờ này mệt quá hả? Giờ chị biết nhiều rồi không hả? Chị ông chị hai nói chưa? Cái gì? Giờ muốn ông cầm bên không à? Chị bán dừa này chắc cũng là hai mấy năm không? 35 năm. Dạ, 35 năm rồi. Rồi chị lấy rồi ngày tới giờ này là bắt đầu chị đặt tre là người ta đã chị giao cho người ta luôn hả? Giao tre thu tiền cái gì quá. Ủa? Quê ở đâu nhà gần đây chứ? Hến quê hả? Ừ. Đâu đi tất đi không đi xe ông thôi em chào chị gái nha. À, chị gái bán dừa nha. À. Chị nói là cậy quá ông xẻ đi luôn mà. Đó, coi kìa. Người đẹp mới quay chứ. À, dạ. Sao ai quay? Quay về chị kia. Chị sao á? Chị này cũng quay nè, người đẹp nè. Chị này cũng đẹp mà. Chị là ok đâu. Không có bệnh gì đó, chị cử đó. Hình là phái lắm. Thôi chị đó, đúng không? Ok. Đúng không? 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 Rồi. Mình ghép yêu thương hả? À, tìm một mảnh là yêu thương nha. Rồi. Bên đây là bên kia chị đập dừa, bên đây là chị Bào. À, Bào. Còn ông xã chị đâu? Ông xã đi bên nước ngoài rồi. Rồi. Cũng là Bào đi luôn hả? Bào quá đi luôn luôn. Bào xã ông xã đi luôn mà. À, Bào xã ông xã đi luôn rồi. Em kiếm cái ông giờ gắn lên nửa yêu thương nha. Rồi. À, người người mà chị người đàn ông mà chị còn đó là tính tình như thế nào? Chị dễ chiều lắm. Rồi như thế nào? Người nào cũng được hết á. À, người nào như mình thương lại à? Mấy người đó hiền lành hay là như thế nào? Đó. Chị nói chung chung gì á, sao mà biết được? Ông nghe mà người ta chơi là chị lộn à? À. À coi như là người ta không xài là chị xài. À, chị xài. Rồi chị thương lại hạ cho đỡ tội hạ. Rồi bên này có khách rồi. Mua rồi. Thôi em chào chị nha. Vô đây mấy chị cũng vui đó. Thành ra mấy chị cũng hay nói giỡn. Rồi bên đây là chị không đập dừa nữa hả? Dạ. Đập ít thôi chứ đập nhiều quá chị kia nó không xẻ đi luôn á. Đây có rồi. À đây chị này có rồi. Nhiều nhiều vậy bao công rồi lên thử hết mẹ nay. Mua bán bắt gái đó, vô đi. Bây giờ Phương sẽ đi vô trong lòng chợ ha. Bán quần áo. Đi lối nào ta? À vậy là cái chợ này là chợ cũ này. Cái này là chợ cũ Tuy Hòa đúng không cô? Dạ. Giờ vô đường nào? Dạ bây giờ vô chợ mới. Chợ mới đi ra thẳng đây đúng không cô? Dạ. Dạ. À, chỗ này người ta dạ sao chị không chị nói gì chị
Bên này là cô bán cô bán gỏi nè. Dạ. Dạ không, con mua sách bịch bịch không. Cô làm sẵn rồi hả cô ha? Dạ. 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 Cái này là gì cô? Cái này là gì cô? Cái này là củ đủ, còn cái này là cà rốt. Dạ. Bèo sẵn hết rồi. Mày nhớ quay đang phải lên nha, ông ăn chưa Sài Gòn hả? Rồi. Con cháu ở trong sách hả? Dạ. Dạ, bây giờ muốn coi cho lên TikTok rồi. Đâu vậy? Để con cái thấy nó vui. Vui gì đó. Quay đi lên, mẹ là... Thấy mẹ là xe xì mẹ. Dạ. Bên này là cô bán rau câu. Dạ. À. Rồi đi tới đây vô cũng hẻm ha. Dạ con sách nó rất là nhiều nè. À. Rồi. Vô miết vô luôn. À. Lại vô chợ chợ chính đó hả? Dạ. Rồi bây giờ giao cho khách đó hả? Dạ. Anh mua không? Không, bây giờ mua tùm lum rồi sao mua. Cưới lấy cái hoa cưới. Bên này đang soạn hàng nè. Quay gì nữa anh? Quay gì đây? À quay chợ mà. Chợ hả? Ừ. Chợ sao không quay tùm lum hết, đi thẳng luôn đi. À, đi. Hả? Quay vậy chứ. Chỗ này là bán quần áo. Rất là nhiều luôn, mũ nó. Mũ nè. Qua bên này. Ôi trời rộng quá. Mình lên chợ chính là chợ đi lối nào chị? Em gì em? Em lên cái lòng chợ chính đó mà. Đi thẳng. Dạ. Dạ. Có mặt tiền chợ luôn. Dạ. Đó đi thẳng luôn một. Đó mấy. Sáu rồi. Lấy trâu không rồi chứ. À, chỗ này là bản nhang nè. Bán giấy vàng bạc. Lớ. Dạ, bên này là bán phụ tùng xe. Chào anh. Bây giờ Phương vô trong lòng chợ chính ha. Dạ. Dạ. Dạ, chào cô.
Bên đây là cô bối nè. Dạ. Rất là vắng luôn. Chào chị. Bây giờ Phương quay lại phía chợ cổng chính này, chợ Tuy Hòa. Nãy giờ Phương quay cũng rất là lâu bà con cô bán chị. Đến đây thì Phương cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn video sau thì Phương tiếp tục đăng cho bà con khán giả xem. Một lần nữa Phương xin chào và hẹn gặp lại.